Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Chủ tọa Review. Hôm nay mình sẽ review bộ truyện Windbreaker, thể thao cực hạn. Mong rằng bộ truyện này sẽ được các bạn ủng hộ. Tiếp tục diễn biến của phần trước. Bị vượt mặt một cách nhanh chóng khiến Taijin thêm cay cú. Cứ đợi đấy, tao sẽ bắt kịp mày. Đừng lãng phí thời gian nữa. Cuộc đua sẽ kết thúc trong 4 phút nữa thôi. Thằng khốn đừng có lên mặt khi chỉ mới vượt qua tao một lần. Taijin ôm hận trong đầu. Tao sẽ không tha thứ cho bất cứ thằng nào trường Taijin đâu. Taijin vận hết sức lực bám ngay sát nút dây do. Tiền bối theo sau lo lắng, hai đứa càng tranh đua thì càng dễ xảy ra tai nạn. Mình hy vọng sẽ không có ai bị thương trong cuộc đua này cả. Taijin giữ tốc độ ngay sau dây với ánh mắt đầy sát khí. Mày nghĩ có thể bỏ xa tao à? Ngay trước mặt là một con dốc khiến Taijin càng thêm hiếu thắng. Tao sẽ làm bất cứ điều gì để vượt qua em ở đoạn dốc đó. Tuy to mồm vậy nhưng bên của chúng ta vẫn đang cho Taijin ngửi khói ở đằng sau. Cameraman hét lớn, hai cậu có thôi ngay cái suy nghĩ đó đi không hả? Đang làm cái quái gì vậy, chậm lại đi. Các cậu không thấy hàng rào trận phía cuối con dốc hay sao thế? Chậm lại đi không các cậu sẽ gặp tai nạn đấy. Nhưng tất cả những gì thằng Taijin nghĩ đến chỉ có phải bắt kịp hắn, hoàn toàn không nghe lời cảnh báo. Junso hét lớn cẩn thận hàng rào. Jaejo ngay lập tức phản ứng lại. Cậu quay xe 180 độ. Ngay khi đến gần hàng rào, cậu liền lấy chân phải đạp thật mạnh vào hàng rào để ngăn cơ thể đâm sầm vào đó. Sau khi đã triệt tiêu hết lực, cậu lại tiếp tục đạp về phía trước. Nhưng đáng tiếc thay cái thằng ngu Taijin thì không có đủ trình để làm thế. Hắn đã cố dùng phanh sau, nhưng không ngờ là lực quán tính quá mạnh khiến mặt hắn đâm thẳng vào hàng rào. Anh Junso liền lao tới xem tình hình của hắn như thế nào. Bên của chúng ta vẫn rất thong thả, anh còn thả hai tay và thốt lên, thật ngu xuẩn. Bên phía Taijin sau khi hôn hàng rào thì khuôn mặt hắn chẳng chịt vết thương, với những giọt máu nhỏ xuống dưới chân. Anh Junso liền đến hỏi, Taijin cậu ổn chứ? Nhưng hắn chỉ tức giận nghiến răng vì giờ trong đầu hắn toàn là chuyện báo thù mà thôi. Trong lúc cả băng Ze Firas đang đợi xem ai sẽ là người về nhất, Minwoo thì đang tập trung chơi game. Một thằng trong nhóm hét lớn có người về đích rồi kìa. Ủa xong rồi ư? A kỷ lục mới của mình. Cả bọn hét lên trong kinh ngạc. Người về nhất là hội trưởng hội học sinh trường Taijin. Thế là Taijin thua rồi sao? Vậy nó đâu rồi? Không thể nào. Làm sao mà Taijin lại không về với hắn? Cái tên Taijin đần độn đó thể hiện thì xuất sắc lắm nhưng cuối cùng cũng bị đánh úp vào phút cuối thôi. Điều này chứng tỏ xe đạp xịn hay không hề liên quan đến thắng thua. Dây do tiến tới chỗ Minwoo mặc trong những lời bàn tán không ngớt về cậu. Giữ lời hứa trước trận đua này đấy nhé Minwoo. Tất nhiên rồi. Cậu ném trả cho Minwoo chiếc mũ bảo hiểm. Đừng làm phiền tôi ở trường nữa đấy. Rồi cậu rời đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả đám, tự nhiên thấy một mùi lạnh toát ở đây. Minwoo gãi gãi đầu thở dài. Junso đỡ Taijin về đến đích thu hút sự chú ý của mọi người. A, răng có chuyện gì xảy ra vậy? Răng ở đây có nghĩa là anh. Cả đám túm lại xem cái đầu đầy máu của Taijin. Hắn liền gào lên, mẹ kiếp gọi thằng khốn đó quay lại đây cho tao. Dây do về đến nhà sau trận đua vừa rồi. Mở cánh cửa trong khi đang lo lắng về bố mẹ. Thì thằng em Hu Hiu liền nói bố mẹ không có nhà đâu, hôm nay họ phải tăng ca. Mà sao anh lại về trễ như vậy? Ngày nếu em không chú tâm vào việc học thì em sẽ không được nhận vào trường tốt nào đâu. Năm tới anh cũng thi quốc gia rồi mà vẫn đang rảnh rang đấy thôi, cũng lo mà học hành đàng hoàng. Chưa kịp nói dứt câu thì cậu em nghe thấy tiếng chương trình trên TV mà mình thích. Thằng em cuồng mèo liền bắn tóc chạy ngay đến chỗ TV. Nhưng su cho nó lại gấp ngón chân vào khung cửa rồi lăn ra sàn vài vòng. Dây do cũng đến cạn lời với thằng em này. Đang trong cơn đau thì tiếng chương trình phát lên khiến thằng bé mê tít mắt quên cả việc bị bắp rồi ngồi xem và khúc khích cười một mình. Thật đáng sợ. Dây bước vào phòng tắm, dưới vòi hoa sen cậu suy nghĩ lại về cuộc đua. Những góc cua nghẹt thở, đoạn đường tăng tốc và sự cạnh tranh với đối thủ lại thổi bùng lên trong cậu một cảm giác mà đã lâu rồi cậu chưa cảm thấy. Sáng hôm sau đi học cậu nhấc xe đạp lên và kiểm tra lại. Lốp sau đã bị hỏng hoàn toàn trong cuộc đua hôm qua, tệ thật. Cậu em bước ra hỏi, xe của anh bị làm sao vậy? Không lẽ anh định lái nó đến trường ư? Ừm, cái đam mê của anh nó lại tái phát rồi đấy. Chắc anh ấy sẽ đạp xe đến trường dài dài đây. Một học sinh mà tốn quá nhiều năng lượng vào buổi sáng thì không có ích gì cả. Dây nhảy xe rời đi, thôi anh đi đây. Hai zzz, thật là xấu hổ. Không biết khi nào anh mới trưởng thành đây. Bỗng nhiên có một con mèo bước qua thu hút sự chú ý của Hu Hyun. Với cái bản tính của thằng cuồng mèo này thì các bạn biết chuyện gì xảy ra rồi ấy. Nãy mới nói người ta đừng tốn sức vào buổi sáng giờ thì nhìn lại mình xem. Hai z. Trên một chiếc xe buýt chật chội người lên xuống, cô bạn Mia đang ở trên xe để đến trường. Vì di chuyển đúng vào giờ cao điểm nên lòng đường đang rất ùn tắc. Trong khi Mia đang tò mò về câu chuyện của hai cậu bạn đứng bên cạnh, một bóng dáng ai đó lướt qua chiếm toàn bộ chú ý của cô ấy. Nhìn kỹ lại thì đó chính là Jay, crush của cô. Jay, cậu ấy đạp xe đến trường sao? Cô liền ngượng ngùng với trái tim đang loạn nhịp về thứ tình yêu tuổi học trò. Một chiếc gạch xe đẹp cổ cũng trên con đường đó, ngồi bên trong là Boy si tình đang phàn nàn về tình hình giao thông. Anh tài xế mới hỏi, nếu cậu không phiền thì tôi sẽ rẽ qua đường khác. Không cần đâu. Trong khi đang nhìn ra ngoài cửa sổ thì nam chính lướt qua khiến Jom giật mình. Cậu áp sát vào cửa kính với ánh mắt lóe sáng, mình cũng muốn mua xe đạp. Trong khi đang đạp băng băng trên đường thì từ phía sau thầy hiệu trưởng xuất hiện, xin chào chàng trai. Dây ngoái lại trong kinh ngạc, chào hiệu trưởng. Haha, đúng là chủ tịch hội học sinh trường ta, em tràn đầy năng lượng vào buổi sáng đấy. Hiệu trưởng, thầy cũng đi xe đạp tới trường sao? Hiệu trưởng trả lời cùng chiếc nháy mắt diễn xúa, một người đàn ông đích thực chắc chắn nên lái xe đạp đến trường chứ nhỉ.
Dây Do bối rối đáp, à, em hiểu rồi. Thầy hiệu trưởng bỗng nghiêm túc, và lại lái xe nhanh cũng vui đấy, nhưng em biết mà, ta vẫn cần phải lái xe một cách an toàn, đấy mới là điều quan trọng. Một biker rider khi lái xe hay bị xem như phiền toái, và không được chào đón trên cả con lộ hay vỉa hè. Thậm chí đường dành cho xe đạp cũng không còn an toàn để đi nữa. Ôi trời, ông già này lại lắm mồm nữa rồi. Chúng ta nhanh tới trường thôi nào. Dứt lời ông thầy liền tăng tốc, hiệu trưởng và hội trưởng không thể đến trễ được đâu ha ha. Trước cổng trường là một đám học sinh đang bị phạt vì vi phạm nội quy nhà trường. Từ phía sau một skater boy đang lướt tới gây sự chú ý đến thầy giám thị. Cậu ấy là Lee Hua Lang, lớp 3 năm 2 với quả đầu màu cam trông như một boy phố vậy. Cậu định lướt qua thầy giám thị với câu chào một cách hồn nhiên. Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Thầy giám thị lập tức túm cả cổ cậu lại. Nhìn em chẳng khác gì một con sóc cả. Học sinh mà lại để kiểu tóc như này ạ. Thằng nhóc này, thẻ ID vào túi của em đâu? Mấy thứ đó phiền quá nên em để ở nhà rồi. Thầy giám thị đang giận dữ quát lớn thì thầy hiệu trưởng cùng dây do tiến đến. Sao sáng sớm mà đã ồn ào thế rồi? Thầy đến rồi đấy à thầy hiệu trưởng? Em chỉ đang kiểm tra đồng phục của các em thôi. Sáng sớm ra mà thầy đã phải làm những công việc vất vả như thế này sao? Tất cả học sinh phong cách của chúng ta đều ở đây ạ. Thôi được rồi, tất cả các em đều mang nét riêng cho trường chúng ta đấy. Cứ tiếp tục phát huy. Còn giờ thì về lớp hết đi. Cảm ơn thầy hiệu trưởng, chúng em sẽ cố gắng tạo nên phong cách của trường ta. Rồi cả lũ chạy hết để lại thầy giám thị tức tưởi nói lớn, mấy thằng chết bầm. Đang đi thì Lee Hua Lang đã gặp được hai chị người tốt. Cậu liền dẫn tới chào hỏi, chào các tiền bối đáng yêu à. Em lúc nào cũng phải ăn trưa một mình thôi, thế nên em có thể ngồi ăn trưa cùng với các tiền bối không? Ôi đáng yêu quá, em học lớp nào đấy? Được đấy, sau giờ học đi ăn cùng bọn chị nhé. Dễ thương quá đi, muốn nựng quá. Thầy hiệu trưởng xem nó kìa thấy gái là cứ tớn lên. Ha ha, em ấy còn trẻ con mà. Tiến vào lớp học của năm chính, các bạn trong lớp đang giải lao thì nhận được tin nhắn bài giảng của thầy hiệu trưởng. Bài giảng buổi sáng của thầy hiệu trưởng quá là ngầu, thầy ấy thật nổi loạn. Rồi Ina gọi Mia nhưng cô ấy đang mải nghĩ đến dây do. Chậc, phải làm gì đây, cậu ấy đang trong lưới tình rồi. Từ phía sau dòm lại chứng nào tật đấy hét to gọi Ina. Thì ăn ngay một cuốn sách vào trán. Không phải tôi đã nói là đừng có gọi một cách bất thình lình như thế cơ mà. Sau khi ăn cuốn sách vào đầu tóe cả máu, thì dòm vẫn chỉ mơ mộng về tình yêu với Ina. Dây do thì đang đọc sách phía ngoài hành lang. Một số bạn đang bàn tán về cuộc đua tối qua. Cậu nhìn thấy Minhu rồi lướt qua một cách lạnh lùng. Minhu quay lại gọi cậu. Này mọt sách, tôi đã xem cảnh đua tối qua của tiền bối Junso đăng lên rồi. Đêm qua cậu tuyệt lắm. Cậu đã đánh bại tên đó một cách ngon lành. Dù sao thì cũng chúc mừng cậu. Minhu rời đi cùng những câu hỏi của hai cô gái bên cạnh. Vào giờ học cả lớp đang nghiêm túc nghe giảng. Còn cái ông Jom thì đang ngủ rõ rãi ra bàn. Đến trưa cậu ta lại sấn đến ngồi ăn cơm cùng Ina, nhưng lại ăn một trưởng vào mặt. Quay lại lớp học vào buổi chiều. Jom thì đang say rất nồng. Dây do thì đang chú ý vào bài giảng. Mia quay xuống nhìn cậu rồi bất giác bị cậu phát hiện khiến cô ngượng chín mặt. Vậy là giờ học đã kết thúc. Trên mặt của Jom vẫn in lại dấu tích trưa nay. Cậu liền chú ý đến dây do cùng với chiếc xe đạp. Jom tiến tới, tôi có thể chạy thử một lần không? Dây do liền phóng vút đi mặc kệ Jom ngơ ngác. Đồ keo kiệt, nguyền rủa mày bị xì lốp luôn đi. Bỗng nhiên cậu vểnh tai lên và nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Hóa ra đó và Ina và Mia đang đi gần đó. Ina, tên chết bầm này, sao tôi ở đâu là cậu xuất hiện ở đó thế hả? Ina, cậu không thể thoát khỏi giác quan thứ 6 của mình đâu. Mình đã phạm phải lỗi lầm gì mà tên này cứ bám mình vậy? Ina, cậu không thấy hôm nay mặt tớ láng mịn hơn bình thường sao? Tên điên, mặt cậu như thế là do ngủ ở trong lớp cả ngày đấy. Ha ha, tớ nghĩ tớ chỉ cần một giấc ngủ ngon là được. Cậu có ngậm miệng lại không? Ina sút vào đùi sau của Jom làm cậu ta sủi bọt mép. Dây do trên đường về nhà, cậu cảm thấy chiếc xe có gì đó lạ lạ nên đã dừng lại để kiểm tra. Hình như lốp sau của cậu ấy đã bị xẹp. Từ phía sau Tejin gấp giọng, có muốn tao sửa chiếc xe giáp cho mày không? Tao suýt không nhận ra mày với cặp kính quê mùa đó đấy. Còn nhớ tao chứ? Jom đang rảo bước trên đường. Không biết tại sao sáng thì đi ô tô mà chiều thì lại phải đi bộ về. Cậu thẫn thờ đi về, trong đầu chỉ toàn nghĩ về Ina. Đang đi thì phía trước mặt cậu thấy dây do cùng đám Tejin đang to tiếng với nhau. Không phải là chủ tịch hội học sinh sao, tối qua mày ngủ ngon quá nhỉ? Hôm qua tao không chỉ bực mình vì thua mày, mà chán tao còn bị thương, thật không thể nào ngủ được. Dây do liền đáp với khuôn mặt tỉnh bơ, mày là ai thế? Tejin sôi máu, khuôn mặt biến dạng, tao là ai ư? Chắc thằng khốn này xem thường mình chỉ vì nó đã đánh bại mình, với cái thứ rác rưởi đó. Hắn liền đạp bay chiếc xe của dây do. Mày thấy xấu hổ trước con Blue, là chiếc xe carbon của Tejin của tao với thứ rác rưởi của mày chứ gì? Mày nói mày không biết tao là ai ư? Hắn vừa nói xong thì dây do lập tức tung một quyền vào mõm hắn. Nhưng có vẻ là học lắm quá nên cậu chỉ gây cho một chút vết thương thôi. Hắn quay mặt lại và hỏi mày có biết mày vừa làm gì không hả? Hai thằng đàn em khinh bỉ, thằng này có vẻ láo nhỉ, tao sẽ cho mày biết cái giá phải trả khi coi thường bọn tao. Rồi cái đám Tejin lao vào dần cho nam chính một trận. Tương huyết vương vãi đầy trên mặt đường, còn kính của nam chính bị Tejin giẫm gãy. Khuôn mặt cậu chẳng chịt những vết đỏ và bầm tím. Tejin liền tiến lại chỗ dây do, hình như bọn tao hơi quá tay với hội trưởng rồi nhỉ. Một hội trưởng gương mẫu mà đến trường với gương mặt này sao? Bây giờ thì mày nhớ ra tao là ai rồi chứ? Thật ra tao không nhớ mày là ai và cũng không muốn biết, phiền mày biến đi. Vậy hả? Mày vẫn thèm đòn nhỉ? Đầu tiên tao sẽ đánh cho mày hết tự mãn trước đã.
sau khi bị ăn mì đòn thì cuối cùng Zom cũng đã xuất hiện. Tenzin lên tiếng, thằng đó là thằng nào? Tên khốn kia, mày đang giở trò ba hiếp một đấy à? Sẵn tiện không có việc gì làm, cho tao chơi chung với. Càng nhìn ông này càng thấy giống khứa tóc xanh mà. Mày thích thì tao chiều. Một thằng trong đám liền cản Tenzin lại. Hắn nói trong vẻ run sợ, bỏ đi, phán mau thôi. Rồi hắn thì thầm to nhỏ gì đó vào tai Tenzin. Tenzin cũng chết lặng sau khi nghe. Sau công cuộc nói nhỏ thì ba thằng bỏ đi, để lại nam chính và thanh niên Zom trong ngơ ngác. Chỉ thế thôi sao? Gì vậy trời, bọn chúng sợ mình đến vậy sao? Mà có khi mình có Haki bá vương ấy nhỉ? Zom liền chìa tay ra. Cậu ổn chứ? Nhưng nam chính tự đứng dậy nói, tôi không sao, cứ mặc tôi đi. Zom nổi cáu, sao ai cũng tránh xa mình vậy? Minwoo đang đi cùng hai em gái thì bắt gặp đám Tenzin đang đá điểu về cậu. Không biết bao giờ mình mới được gái ngu như thế nhỉ? Mấy thằng trường Tae Giang chỉ được có vậy thôi. Rồi cậu nhìn về phía trước thì bắt gặp Zom cùng dây do. Cậu liền xin lỗi rồi hẹn mấy cô bạn hôm khác đi hát. Mặc dù khá cáu vì bị rủi kèo nhưng hai cô bạn cũng không làm gì được. Zom liền hỏi chiếc xe của cậu hỏng rồi mà cậu còn bị thương nữa, cậu có tự về nhà được không ấy? Hay để tôi đưa cậu về? Minwoo từ phía sau hét lớn, này, có chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra với mặt của cậu ấy? Cậu đánh nhau với ai ạ? Mấy tên trưởng sang mo đánh cậu ấy, nhưng mà tôi có Haki bá vương, không thì tiêu rồi. Cái gì? Mấy thằng trưởng sang mo sao? Minwoo ngay lập tức đoán ra, nếu là trưởng sang mo chắc là đám Tenzin rồi, chắc chúng trả thù vì trận thua hôm qua, khốn kiếp thật. Đủ rồi, đừng xen vào chuyện của tôi nữa. Tôi thật sự xin lỗi, vì tôi mà cậu bị nhóm tôi gây hấn. Dây do cắt nhanh, tôi không sao, đừng làm phiền tôi vì những chuyện của nhóm của cậu nữa. Tất nhiên, nhưng chí ít cậu cũng phải bôi thuốc đã chứ. Tôi không sao, đi đi. Hai ZZZ, cái tên cứng đầu này. Cùng đi đi, tôi tiễn cậu về. Đừng làm phiền tôi nữa. Cậu thật sự chẳng lắng nghe ai cả. Zom đứng bên cạnh thở dài, rồi từ đâu cho nam chính một trưởng vào gáy xanh cả mặt. Chẳng nhẽ tụi Tenzin đánh chưa đủ sao cái ông kính này. Dây do ngay lập tức hụt xuống, sùi bọt mép. Này, đây là những gì cậu nên làm với người đang bị thương sao? Hai cậu sẽ lôi thôi cả ngày nếu tôi không làm điều này đấy. Dù sao thì tôi sẽ mang cậu ấy về, còn cậu hãy lo chiếc xe đi. Sao tự nhiên mình như một thằng ngu vậy trời? Nhưng mà chúng ta đi đâu đây Zom? Ai mà biết? Cậu biết cậu ấy sống ở đâu không? Hoàn toàn không. Đùa nhau à? Nội dung review của hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nếu các bạn thích video này thì hãy mình một like cũng như một sub và nhấn vào chiếc chuông nhỏ nhỏ ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Các bạn có bất kỳ đóng góp nào thì hãy để lại dưới phần comment giúp chúng mình, để chúng mình có thêm kinh nghiệm làm ra những video chất lượng nhất nha.